hát giọng cảm tưởng như Tuấn Vũ luôn. Giọng chất giọng Tuấn Vũ luôn. Khi bước chân chính lần trong cuộc được. Mic này nó bí. Nghe tiếng mic nó không dày. Và nghe thưởng thức chất âm của cặp loa SX715. Và đầu bộ ngày nay thì bên em lắp cặp đẩy JBL 4 kênh AC4850. Ông ảnh ăn tư ca sĩ luôn. Giọng Tuấn Vũ luôn các bạn. Đôi tay thanh run ánh mắt ưu điền, biết tìm lại chốn nào. Mẹ ơi biết sao, đêm về quạnh nghiêng nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương. Ok, các bác thấy hay cho anh xin like nhá. Một chân giọng đúng Tuấn Vũ luôn các bạn, cực kỳ tuyệt vời. Ok, với những cặp loa SX715 này thì lời ca kỳ của cực kỳ dày dặn, chất lượng luôn. Ok, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Đây là bà phu nhân của anh Thủy đây. Anh Thủy chuyên vào hàng bãi, hàng Nhật, điều hòa các loại bếp ga, tủ lạnh, rất chuẩn vào. Còn vấn đề âm thanh thì anh chưa được. Ok.